Xin chào tất cả mọi người đã và đang theo dõi kênh YouTube Điện Độc Đáo. Trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu mạch điều khiển đèn ngủ bằng dimmer quạt trần. Để đây là mình có cái bộ đèn. Đây là mình cái đèn và một cái đuôi đèn. Thì bóng này là bóng LED 3W 220V. Đây. Đây là cái đuôi đèn và tiếp theo là mình có cái dimmer quạt trần. Đây là cái dimmer nano này. Đây cái hình dáng của nó như bạn thấy, max up min 700W. Đây có thể điều chỉnh nè, tắt mở. Đây cái sơ đồ của nó, mình chỉ việc đấu theo sơ đồ này thôi. Fan control 700W 220V. Đây nó có 2 dây nè, nó ra 2 dây. Thì tiếp theo là mình sẽ có cái domino 4B. 4B 20A. Mình sẽ đấu nối vào cái domino này để các bạn dễ xem. Giờ mình sẽ tiến hành đấu cái phần điện nguồn. Ở đây mình cấp hai cái dây này là hai cái dây nguồn 220 nè. Mình sẽ đấu vào ở trên cái tiếp điểm, trên cái domino. Đây mình sẽ chọn hai cái tiếp điểm, hai tiếp điểm để mình đấu cái nguồn. Đây mình đấu nguồn 220. Đây. Ok. Giờ mình sẽ dùng hai cái sợi dây để mình đấu vào cái đuôi đèn này kìa ta. Đây. Cái đuôi đèn thì chúng ta đấu hai dây vào hai cái tiếp điểm này. Ok. Đấu vào đây. Thì mạch này là một cái mạch đơn giản, mình có thể sử dụng để làm một cái đèn ngủ. Còn cái màu sắc của đèn thì cái đó thì mình có thể là lựa chọn được ha. Ở đây mình dùng cái đèn là ánh sáng trắng. Đây. Mình sẽ luồn nó vào. Vặn lại thôi. Thì mình sẽ dặn cái đèn này vào. Để phía bên này. Đây là hai cái dây đèn. Thì đây mình sẽ đấu mình sẽ cắt cái phần dây của cái dimmer này ra. Đây nó có hai cái dây này. Mình tước ra, mình sẽ cắt. Thì nó đấu tương tự như là cái công tắc thôi các bạn. Cái này đấu tương tự như công tắc. Mình sẽ lấy một cái mình làm mát nè. Một dây mình làm mát đưa vào đèn.
Đây, lấy dây này làm mát là mình đưa vào đèn. Còn một dây còn lại của đèn thì mình sẽ đấu vào một cái tiếp điểm ở trên này ha. Một cái tiếp điểm ở trên cái domino này. Và tiếp theo là mình sẽ đấu cái dimmer này. Thì mình sẽ lấy một cái dây của dimmer này, các bạn nhìn theo cái sơ đồ này. Hai dây hai bên nè. À, mình sẽ cấp một dây vào cái nguồn 220 và một dây vào cái tải đèn. Đây. Là mình sẽ lấy cái nguồn 220 ở đây. Và một dây vào cái tải đèn. Đây, cái dây tải đèn thì mình có thể là đấu qua bên đây luôn. Đấu qua bên đây luôn cho dễ nhìn. Đây. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp cái nguồn 220 vào và sẽ test cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ xem ha. Đây là nó có cái nguồn 220 vào rồi nè. Sẽ mở cái này lên. Đấy. Các bạn thấy là cái đèn sáng là sáng. Giờ mình sẽ chỉnh cho nó yếu dần. Cái đèn nó sáng yếu dần. Thì các bạn chú ý là với cái điều chỉnh mà cái điều chỉnh đèn á, thì chúng ta lựa chọn cái đèn màu á, thì nó sẽ dễ nhìn hơn và nó sẽ đẹp hơn. Đây mình tắt đi, sẽ mở nè. Mở là nó sẽ lên cái mắt, tức là nó sẽ sáng từ mạnh cho đến yếu ha. Mở lên, ánh sáng mạnh, chỉnh cái này thì nó sẽ dần dần yếu dần. Cái ánh sáng yếu thì ở bên ngoài thì bạn sẽ thấy dễ hơn, rồi tại vì cái bóng này khi mà nó sáng như thế này thì bạn khó thấy nè. Mình chỉnh thì các bạn cũng thấy nó có tăng giảm, nhưng mà trong cái video thì mình khó nhìn thấy là nó tăng giảm như thế nào. Tại vì cái ánh sáng đèn này nó hơi chóa mắt, cho nên các bạn sẽ khó nhìn thấy. Rất là đơn giản thôi. Mình có thể là dùng cái dimmer này để mình làm một cái đèn ngủ. Tại vì thông thường các bạn thấy là cái đèn ngủ lúc nào trên đèn ngủ nó cũng có một cái công tắc, cũng tương tự như một cái dimmer, nó chỉnh được cái đèn ngủ. Đặc biệt là cái đèn ngủ để bàn. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem cái video hướng dẫn của mình. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh mình nhé.